Đời sống nâng cao, người dân ngày càng hướng tới những sản phẩm công nghệ tiên tiến. Theo đó, các doanh nghiệp cũng không ngừng tìm tòi, nghiên cứu và đưa ra thị trường những sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Trong lĩnh vực điều hòa không khí tại Việt Nam, công ty cổ phần Daikin Air Conditioning Việt Nam là cái tên quen thuộc từ trên 20 năm nay. Đây cũng là doanh nghiệp có nhiều cải tiến về chất lượng, kỹ thuật sản phẩm, góp phần mang đến sự tiện nghi hơn cho người sử dụng thông qua những công nghệ tiên tiến. Trong đó có thể kể đến như công nghệ biến tần, môi chất lạnh R32, công nghệ streamer giúp sản phẩm tiết kiệm điện năng, có khả năng hoạt động được tại các môi trường khắc nghiệt và thiết bị vận hành êm ái hơn. Không chỉ cải tiến sản phẩm bằng những công nghệ mới vượt trội, trong năm 2017, doanh nghiệp này còn kích hoạt hệ thống bảo hành điện tử thông qua tổng đài, giúp đảm bảo tính xác thực trong việc xác minh nguồn gốc hàng hóa, giúp khách hàng yên tâm hơn. Năm 2017, điều hòa Daikin đã có những biến chuyển mạnh mẽ trong việc cải thiện sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ sau bán hàng. Hầu hết các sản phẩm điều hòa Daikin trong năm 2017 đều được kích hoạt bảo hành điện tử, đảm bảo tính xác thực trong việc xác minh nguồn gốc hàng hóa khiến khách hàng an tâm hơn. Dòng sản phẩm điều hòa dân dụng Daikin Inverter sử dụng dàn nóng với dàn tản nhiệt có kết cấu dạng liên kết nhôm, chắc chắn chống các hiện tượng oxy hóa, ăn mòn, cho phép hoạt động tại các nơi môi trường khắc nghiệt nhất. Đồng thời, đem đến khả năng tản nhiệt mạnh mẽ, giúp máy vận hành tối ưu và êm ái. Không ngừng đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm là hướng đi đúng đắn mà các doanh nghiệp như Daikin đã và đang thực hiện nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người tiêu dùng cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời hội nhập.